mọi người đã đến với chuỗi series nâng cấp ánh sáng dành cho thế yêu, thì ngay bên cạnh em đây là chiếc Chevrolet đã đến nâng cấp đèn. Anh chủ đã chọn một combo rất là khủng, bao gồm V30 Ultra và Bigum F10 đến từ thương hiệu X-Line. Lý do mà anh chủ đến nâng cấp combo ánh sáng khủng này là ánh sáng dương trước kia lại bị yếu dần, cho nên việc đi đường vào ban đêm rất là nguy hiểm. Chính vì vậy, việc nâng cấp cũng như là thay thế một bộ đèn mới sẽ giúp chuyến đi được an toàn và bảo đảm cho trong quá trình mà mình di chuyển vào ban đêm. Đầu tiên là cặp bi LED V30 Ultra đến từ thương hiệu X-Line đã thu hút anh chủ vì công suất ánh sáng khủng. Như mọi người thấy thì đây là Bigum F10 3.0, đây là dòng bi có kích thước chỉ 3 inch phù hợp cho những chóa đèn zin như là Chevrolet dễ dàng lắp đặt. Thì đây là phần ánh sáng cốt của Bigum F10 3.0, có công suất cũng khá là cao, cùng với đó là nhiệt màu 4300 khi mà thời tiết như là trời mưa hay là sương mù nhẹ để các bác tài có thể di chuyển an toàn hơn. Đây là phần ánh sáng cốt của V30 Ultra với công suất là 75W cho ánh sáng cũng như là đường cắt rất là sắc nét, đậm, trải rộng trên mặt đường, có thể là 2-3 làn đường khi mà mình di chuyển ở ngoài đường. Thì hiện tại các anh kỹ thuật đang căn chỉnh đèn trên bảng đèn để mà cho ánh sáng chuẩn chỉnh nhất. Về nhiệt màu của V30 Ultra thì nhiệt màu sở hữu là 5500, ánh sáng trắng rất là thời thượng, thích hợp đi mưa hay là sương mù nhẹ. Còn ở chế độ pha thì công suất khoảng 85W, ánh sáng pha bao quát, gom tải tâm và tầm phía xa có thể lên đến 800m. Ngoài ra thì Bigum F10 có chế độ bảo hành lên đến 24 tháng, còn với V30 Ultra có chế độ bảo hành là 36 tháng trên toàn quốc. Cho nên các anh chị hãy yên tâm lắp đặt cũng như là yên tâm để mà lái xe di chuyển trên đường nha. Đặc biệt các anh muốn lắp hai sản phẩm này thì có thể ghé qua Autobahn 65 Thủ Đức của em nha.